Nội và trước mắt chúng ta sẽ là trận thi đấu thứ 16 của đội Music. Đấu cuối cùng của Music trong năm 2022. Được mở tốc của Phạm Việt Quân. Đó là số 92. Đưa bóng vào. Được chuyền hay. Không có lỗi Việt Vĩ. Tình huống bắn xuống là Matt Anh Tú. Matt Anh Tú. Không vào. Rất hay Thái Sơn. Không có lỗi Việt Vĩ. Không. Đó là bàn thắng dành cho đội bóng áo đỏ. Tình huống tấn công rất hay của bóng Phan Thành Công. Tình huống dứt điểm cũng rất tinh tế. Và tỷ số đã là 1-0 dành cho Phan Thành Công trong tình huống vừa rồi. Đó là tiền đạo Vũ Danh Thế. Khá nguy hiểm. Tấn công. Đưa bóng vào. Quá mạnh. Rồi. Cả người dứt điểm ngay. Bàn thắng thứ hai dành cho Phan Thế Công. Rất bất ngờ. Tỷ số đã là 2-0 dành cho Phan Công trong những phút đầu tiên của trận đấu này. Những điểm rất chất lượng đã mang về bàn thắng thứ hai dành cho đội bóng áo đỏ. Danh Thế đưa bóng vào. Đúng rồi. Ra chân rất mạnh. Rất hay. Phạm Việt Phương. Phạm Anh Tú. Đưa bóng vào quá mạnh. Tháng 6 năm 20 Music giành chiến thắng 3-0 trước Phan Thế Công. Việt Quang. Đưa bóng vào bằng chân trái. Phan Thế Công. Phạm Việt Phương. Việt Phương đưa bóng vào. Hà Tín. Văn Thầy đang chơi, đưa bóng vào. Bóng trái của Phạm Việt Tuân. Đó là Music, Việt Tuân. Văn Thầy đang chơi. Rất nhanh. Vẫn là Phan Thành Công qua thủ môn rồi, dứt điểm ngay. Bàn thắng thứ ba dành cho Phan Thành Công trong trận đấu ngày hôm nay. Người ghi bàn đó là cầu thủ áo số 6 Bùi Huy. Qua thủ thành Quân Liêng. Dứt điểm bằng chân trái của Bùi Huy. Đưa bóng lúc này là Tuấn Quang. Tuấn Quang. Bàn thắng thứ tư dành cho Phan Thế Công. Group của Tuấn Quang. Đấm đá phạt của Tuấn Quang thực sự là đẹp mắt. Rất khó của Tuyên Quảng. Tỷ số đã là 4-0 dành cho Phan Thế Công. Đức Trần đưa bóng vào. Rất hay. Usavi. Usavi. Bóng chạm cơ sở. Vẫn còn đưa bóng vào. Tình Hà Nội. Đó xem được ai. Đấu giữa Music và Phan Thế Công.
thì phải đội bóng Phan Thành Công đang có lợi thế và bốn bàn cũng ra về. Không có lỗi Việt Vị. Và Tám rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 dành cho Music. Rất hay. Và Tám của Quốc Vương. Và thời gian còn rất nhiều dành cho Music ở trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng vào. Tiêu Quang. Vẫn là số 7 của Tiêu Quang. Bóng vào. Hoàng Vũ đưa bóng vào. Tiêu Quang rộng. Làm thiết. Không sai công. Vẫn là công phạt của Tiêu Quang. Có tình huống tấn công. À hiểu. Cứ điểm qua 3-5 dành cho Phan Thế Công. Hát tiếp dành cho số 79 Tuyên Quang. Đại đấu rất tốt của số 79 lên phía đội bóng Phan Thành Công. Jonathan. Con làm tiếp. Làm tiếp đưa bóng vào. Đánh đâu. Ra tay không có lỗi Việt Vị. Đưa bóng vào. Không thể qua được hai hiệu. Làm tiếp. Vật cao. Nguy hiểm. Phòng ngự khá khó hiểu. Nối cái điểm ra ngoài. Một bàn thắng nữa dành cho Phan Thế Công. Và lại là Bùi Huy. Cú đúp của Bùi Huy. Và 6-1 dành cho Phan Thế Công trong trận đấu ngày hôm nay. Hợp lý. Việt Quân đưa bóng vào. Rồi Vũ Danh Thế. 3-8 dành cho số 68 bên phía đội bóng Music. Và một lần nữa cái duyên ghi bàn của Vũ Danh Thế vẫn đến ở trong những trận đấu của Music. Tỷ số là 2-6 dành cho Music. Rất căng trong trận đấu trước Tân Nam Đồ. Cũng đánh giá không có một số lúc. Thầy Việt Tuân. Cũng của Văn Trường. Vẫn còn đây rồi. Đây rồi, cũng ra về. 3-8 rút ngắn tỷ số xuống còn 3-6 dành cho Music trong trận đấu ngày hôm nay. Rất cày. Tình huống bằng xuống như một mũi tên lửa của Vũ Sao Đi. Qua cả hậu vệ, qua cả thủ thành và cả lót. Thời gian
bạn là vẫn còn cho những nỗ lực của đội bóng Munich trong trận đấu ngày hôm nay. Thành công, Thái Sơn. Bóng này tiếp tục quay trở lại với Munich. Đó là bàn thắng dành cho đội bóng Munich. Tỷ số là 4-2. Vậy tỷ số là 4-6 dành cho Munich. Rất hay. Một bóng rất nguy hiểm. Thái Sơn. Vẫn là Quang Vũ. Chuyển ngay. Một bóng vào. Đây rồi. Bàn thắng thứ 5 dành cho Munich trong trận đấu ngày hôm nay. Tình huống ghi bàn ở góc rất đẹp. Người ghi bàn đó là Hưng Trần. Còn Hưng Trần không có lỗi nhân sự. Trận đấu cuối cùng của Munich trong năm 2022. Và đúng lúc này, trọng tài Cao Minh Thắng đã nổi còi kết thúc trận đấu thứ 16 của Munich trong mùa giải 2022-2023. Hai đội rời sân với tỷ số là 6-5. Đến đây thì buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu của Munich trong năm 2023. Xin chào và hẹn gặp lại.